Là cái nghề này phải nói là cũng rất là cực cho các bạn, ngâm nước cả ngày luôn á. Khi mà các bạn và mọi người nghe đến cái giá mà trục vớt một chiếc phà, một chiếc ghe hay là một chiếc xà lan nào đó, đôi khi là giá mấy chục triệu, 100 triệu hoặc là 200-300 triệu, thì khi mà người nào mà không có tâm nghề thì nó là sao mà giá tiền nghe nó cao vậy. Thực sự phải nói là làm cũng rất là lâu nè, thường tập mình phải ngâm nước ở dưới nước, còn trong khi đó là nghề nước nôi nữa các bạn, nó cũng ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Trong khi đó nhiều chiếc nó độ sâu nó mấy chục mét mà mình phải lặn xuống dưới, có khi cái chiếc nào khó là có tuần lễ các bạn. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay phần 2 cho các bạn cùng xem là một cái chiếc Gube xe cuốc mổ vịt bị chìm ha, và các anh thợ lặn đang chuẩn bị trục vớt. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với cái nội dung ngày hôm qua nha các bạn. Thì hiện tại thì anh thợ lặn anh đang lặn để mà gỡ cái phi ra, vì cái phi đó khi mà bơm vô nó sẽ cắn vào cái nắp hầm á, thì anh dưới gỡ ra hai cái ha. Và đến giờ ảnh đang đi lần lần dài dài tới để mà kiểm tra các cái phi sắt nó có bị cắn vô đâu không, khi mà mình bơm hơi vô nó có bị được độn vô cái nắp hầm nè, cabin hoặc là bê sắt này kia. Ảnh đang kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối lại để mà vào việc chính ha, là bơm hơi vô để cho cái chiếc phà xe cuốc này nó nổi lên nha các bạn. Ảnh thì ảnh lặn lặn ở dưới nè, như người nhái dưới các bạn. Thợ lặn này là chuyên nghiệp lắm. Đây mới lấy hai cái phi sắt này lên nè ha. Bây giờ ảnh thì đang nằm ở dưới để mà mò ở dưới kiểm tra lại. Và mình xin nhắc lại thông số của cái chiếc này ha. Đây là cái chiếc xe cuốc mổ vịt đầu 07 ha. Cái gào thì 7 tấc. Và nguyên nhân do chìm là do cái bon trên đó các bạn, nó bị lủng và không hay ha. Hồi khi các anh này đang nạo vét con sông á là nước nó vô lần chút các bạn, lần đất á, thì cho nên là vô nhiều quá thì các ảnh vừa phát hiện ra thì nó đã hơi muộn rồi, nên là nghiêng qua nước nó vô luôn, nó tràn luôn, cho nên là chìm. Cũng rất là may thì sông này nó cũng rất là cạn thôi, nó tầm 3 mét, cho nên còn lú được cái phần cabin của chiếc xe cuốc và cái phần cabin còn lại ở phía sau của cái chiếc phà. Thì trục vớt mình nghĩ là cũng nhanh. Và đây là hai cái chiếc ghe của đội anh thợ lặn ha, bao gồm 5 người. Và mình cũng xin nhắc lại cái thông những cái thùng phi mà được gắn xuống dưới chiếc phà ha, là tổng cộng là có 40 cái phi sắt và 4 cái phi hơi, và đang gắn ở dưới được 3 cái rồi, còn 1 cái nữa. Và mỗi 1 cái như thế này là 3 tấn lực năng nha các bạn. Hiện tại thì các anh thợ lặn đang chỉnh cái hàng gió đá ha, để mà lặn xuống dưới sông, lặn xuống hàng cắt nắp hầm lại để mà bơm nước, bơm hơi vô cho nước nó tràn ra ha. Đó. Đây. Đang chỉnh gió để mà xuống dưới nước hàng lại nè. Anh đang chỉnh gió ha. Anh đang đi đâu? Có máy về rồi, không về tình hình tàu mình sao anh chết em luôn á.
Khang là chiếc xe nó lâu hơn. Anh ở Sài Gòn anh ơi, chưa về nữa. Dạ, chưa về nữa anh. Em vẫn đang bệnh chết lên đâu đâu rồi, lâu lâu rồi. Này để gì để đi cho anh đi không nổi rồi nè. Quá trời nóng, nhỏ nắng đâu ra nó ngủ có ngủ hoài, nó giờ nó sốt rồi nó chết rồi. Anh nắng nó khó chịu, nó ngọt nè, trời lắm. Chỉnh lửa nó chưa có được im á, cho nên là đưa xuống nước là nó hay bị tắt ha. Và các anh ấy đang cố tình chỉnh cho thiệt là im ấy, mới đem xuống nước hàng được nha mọi người. Dạ vâng, và bây giờ là hai chiếc ghe mà lốc hơi thì mỗi một chiếc là đậu một chỗ ha. Nó như cái chiếc này là đang lùi lại để mà bơm những cái phi ở phía đằng trước xe cuốc, và cái chiếc ghe đằng kia sẽ bơm cái phần ở phía sau của cái cabin cái phà ha. Và mấy anh thợ lặn có nhờ thêm một cái chiếc xe cuốc này nha các bạn. Khi mà bơm mà nó sắp nổi lên á thì chiếc xe cuốc này sẽ hỗ trợ một phần nào đó để mà nhóng lên cho nó dễ hơn nè. Đó. Hiện tại thì ống hơi đã được đưa xuống ha. Đây là vừa sử dụng cái ống này thổi trực tiếp xuống dưới để tống ba cái nước mà ở trong cái hầm của cái chiếc phà ra để mà nó nổi lên nhanh hơn nè. Còn ở phía sau này ông anh này ông đang nối cái ống vô cái máy bơm nước phụ. Khi mà chiếc phà nó nổi lên thì sẽ thọt cái máy này vô là bơm nước trực tiếp trên kia ra để mà nhanh hơn nè. Còn cái phao, còn một cái phao hơi nữa, không biết là anh có sử dụng luôn không nè. Ảnh bây giờ chuẩn bị quay cái máy lốc hơi ha. Cái máy này đời 15 hay gì các bạn. Rất là bự ha, sử dụng 3 cái tông. Ờ, và đây là cái dàn ống bơm hơi vô. Mình xin lỗi mọi người và các bạn ha, mình nói nhầm là cái ống xanh co đụng cái này nè là cái ống hút nước ra nha, chứ không phải là cái ống bơm hơi vô nha các bạn. Mình xin lỗi, mình hơi nói nhầm, tại vì là mình cũng mới tiếp xúc với cái này cho nên là mình nói hơi nhầm một xíu, có gì mong các bạn bỏ qua nha. Này là đang rửa ống cho sạch sẽ nè, test nước, bỏ nước vô cho nó đầy. Đằng kia thì cũng đang chuẩn bị bỏ nước vô, cũng đang chuẩn bị là thọt ống hơi vô ha. Anh này anh đang mò gà dài đường. Cái nghề này phải nói là cũng rất là cực cho các bạn, ngâm nước cả ngày luôn á. Khi mà các bạn và mọi người nghe đến cái giá mà trục vớt một chiếc phà, một chiếc ghe hay là một chiếc xà lan nào đó, đôi khi là giá mấy chục triệu, 100 triệu hoặc là 200-300 triệu, thì khi mà người nào mà không có trong nghề thì nó sao mà giá tiền nghe nó cao vậy. Nhưng thật sự phải nói là làm cũng rất là lâu nè, thường tập mình phải ngâm nước ở dưới nước, còn trong khi đó là nghề nước nôi nữa các bạn, nó cũng ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Trong khi đó nhiều chiếc nó độ sâu nó mấy chục mét mà mình phải lặn xuống dưới, có khi cái chiếc nào khó là có tuần lễ các bạn. So với cái số tiền đó thì nó cũng phù hợp thôi chứ nó không gọi là cao. Bây giờ anh Thường nó đang lôi cái ống lại nè ha. Hơi đằng kia kìa các bạn ơi, nó có đang hỏi hơi đó các bạn, đủ lắm rồi.
Cái đó là đang thổi hơi trực tiếp vào cái phần be của cái phần hầm của chiếc phà ha, là nó sẽ đẩy oxy vào cái phần trong phà, là nó sẽ dồn nước ngược trở ra. Khi mà nó hết bọt thì là nước nó đang tràn ra nha các bạn. Bọt lên nó cuộn cuộn luôn nè. Máy lốc hơi mình sử dụng bao bê tông này hơi khủng khiếp thiệt. Bên kia đã chuẩn bị sẵn một cái máy bơm nước rồi, thọt cái ống vô cái phần hầm, cái cabin luôn. Sôi còn hơn là giống như là một cái mặt nước mà nó đang tràn lên đó các bạn. Cái anh Gube đằng kia thì cũng đã dời ra nửa sông và chờ đợi để mà phụ cái anh, những cái các anh mà thợ lặn ha, đó đang đậu nửa sông, chỉ cần hú một phát thôi là chạy lại phụ một tay để mà nhanh lên nha các bạn. Vì cái chiếc này hôm nay chiều nó là ngày hôm thứ ba thứ tư rồi, nên là phải gấp rút và nhất định hôm nay là phải lên ha. Đó, bây giờ thì anh đổi ống ha, anh đổi bên để mà giờ qua mép bên kia. Bây giờ là anh vào bên kia đó các bạn. Tới công chuyện luôn. Cái anh đang thợ lặn đang lặn mà đang có một chiếc phà sắt chạy không ha, không có chở cái gì, đang chen qua cái chỗ khe hở này luôn nha các bạn. Tới công chuyện luôn rồi. Cái khe này phải nói là cũng nhỏ thôi, không có bự. Để cho bà sắt chở những cái trời ơi tới công chuyện luôn. Chen lọt cái giữa luôn, cái ghê chứ. Đây là chở những cái chiếc máy xới mini chứ các bạn. Đây là cái nước hút ra nha. Quá nước luôn rồi. Hiện tại là tầm đâu đó là 12 giờ rưỡi, gần 1 giờ chiều. Trời khá là oi bức và rất là nóng. Ông anh thợ lặn này ngồi là ở trần ha, mà chùm một cái áo mưa, áo mưa cao su các bạn. Cái này nó hầm chịu gì nổi, mà ông không đứng tôi kìa má ơi.
rất là nóng nha các bạn. Wow. Thì cái chỗ mà cái ống bơm hơi á, lâu lâu là sẽ phịch lên một cái bụt hơi rất là bự. Thì cái ống nước này là cái ống nước bơm từ ở trong cái phần hầm của chiếc phà nè. Bây giờ nó đã lên mạnh nha các bạn. Đây là sử dụng cái dàn bơm của giống như một cái máy bơm cát á, mà cái này là chỉ bơm nước thôi. Nước lên rất là mạnh luôn. Và cái anh bên kia thì cũng trở lại vị trí bên đây để cho nó đồng ha. Cứ đổi qua đổi lại để cho hai cái bên hơi nó đồng nhau. Đó là chỉ một anh thôi, bây giờ là 3-4 anh là xuống là điều hết rồi nè. Khi mà nó đủ hơi rồi á là bắt đầu nó sẽ nổi lên nè. Và mỗi một cái trái như vậy ha, là lực năng của nó là theo như anh Thương anh nói là lực năng của nó là 3 tấn. Thì hai trái này nếu mà maximum ở nước độ sâu á là nó lên được 6 tấn nha các bạn. Bây giờ được nửa trái rồi. Lý do là tại vì nước anh hơi cạn các bạn. Nước cạn quá cho nên là nó cái độ thẳng của nó khi mà nó đầy hơi nó thẳng ra thì nó không có cái độ nghịch của nó không được mạnh. Sau khi một hồi bơm á, thì còn một cái nắp hầm chưa đậy sai sót chút xíu á, bây giờ thì các anh thợ đang bàn luận nè. Lý do là cái trái phao mình nó hơi dài mà nước sông thì nó dạng như nó hơi cạn các bạn, thì gịch lên thì nó không có đủ độ gịch cao ha. Ở phía sau thì đã khởi động cái máy bơm nước mini ha, đang bơm ở đầu phía sau, còn ở phía trước á, chỗ mà đầu xe cuốc này thì sử dụng cái máy lớn đằng này, nước ra quá trời luôn nè. Anh nói bị trùng lập không? Tôi là có bị trùng lập không? Có các bạn anh quay mấy em hay gì á? Ừ. Cái anh phà này anh thấy ở đây như nhộn nhịp vui á, ảnh chạy qua chạy lại như là 2-3 quận nha. Hồi nãy anh chạy qua anh thấy gì lạ lạ, xong anh quay lại. Anh thấy vui quá các bạn. Ở phía sau thì nó cũng đang bơm cái hầm ở phía sau ha. Bơm mà cho nên là nước lên chút xíu. Sau khi một hồi mà lặn kiểm tra xem là còn chỗ nào nó bị thì bị xì bị hở nè. Đó thì bây giờ là tiếp tục sử dụng trống cái máy lốc hơi này để mà bơm những phần phi nè. Bơm có phi nha các bạn. Khi mà thọt cái ống vô những cái phi rồi á là hơi á, nó sẽ vô cái phi và mình không thấy cái hiện tượng bọt nổi nữa. Khi nào mà có phi nó đầy hơi rồi nó sẽ tràn hơi ra ngoài, lúc đó thì nó mới kêu nó mới sôi lên đục 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 đục. Khu vực này là khu vực phi sắt á, 40 cái trang đều hết. Đó, và đây là những cái hình ảnh mà toàn cảnh của các anh em thợ lặn trục vớt một trong những cái chiếc một cái chiếc phà xe cuốc 07 nha các bạn. Toàn cảnh luôn, 5 người, 1, 2, 3, 4, tất cả là 5 anh em ha. Còn cái máy lớn này là cái máy chính, là bơm nước chỉ cần chạy ganti thôi mà nước nó lên quá trời luôn. Cái máy đằng đó
đó là nó bị hụt nước đó các bạn. Chạy lúc ra lúc vô ha, có nghĩa là nước ở trong hầm á nó sắp nó đã hết mép bên đó rồi đó. Là nó bị hụt nước rồi. Bây giờ là nó sẽ nó có gì dồn về cái phần ở phía cái đầu máy này là nhiều. Đằng kia thì cái mép bên dách, mép bên tay phải của chiếc phà thì đã hết nước. Và một tí nữa đây thì có một chiếc xe cuốc lại đi gịch cái cần của cái chiếc này lên nè. Vì hiện tại là nó đang ghim xuống đất á, là nó đã cứng ở dưới á. Cho dù bây giờ bơm hết nước trong hầm ra thì nó cũng nổi được cái phần lái. Còn cái phần này vẫn gịch cái mũi gào nó còn gịch ở phần dưới lại. Nó nổi lên không có được điều nữa. Sau một hồi khoảng nửa tiếng bơm nước ra thì ở trong phần phà nó đã hết nước ha. Đó bây giờ nó đang ghi mình đó, nước nó lòn vô. Bây giờ thì mấy cái trái phao đang phịch lên rồi nè. Đó, cái này là nó nổi lái lên nha các bạn. Phi để đưa cái phà lên rồi kìa. Nhanh quá. Cái phần đít phà mấy bên trong bờ là nó nổi lên rất là nhanh ha. Mình thấy nguyên cái phần lái phà nè các bạn. Đây chiếc phà này ngang là 5m2 dài 18m nha. Còn ở phía trước thì vẫn chưa nổi lên tại vì là nước còn rất là nhiều. Ở phía sau thì nổi cái phần phi rồi nè. Lên một phát rồi nè ha. Bật lên cao rồi đó, thấy cái đè ở trên ở trong đó là cái ảnh ra lấy cao su á, bọc à, hiện tại thì đang có một anh đang chui vô cái phần cabin trong đó để mà vét này những cái mà bít là những cái lỗ á. Mấy bên trong đó đang có một anh ngồi trong đó. Ngoài chiếc ghe hiện tại thì nó đang chiếc phà nó đang nghiêng mép bên đây nè, là mấy anh qua bên kia đứng ha. Đó là cho nên là mấy anh cột công dây như thế này nè các bạn. Gịch lại đừng có cho nó lật ra ha. Cặp dây này là có tác dụng là gịch lại. Nổi rất là mạnh nha các bạn. Phần nước ở phía trước thì còn rất là nhiều. Bơm nãy giờ hơn nửa tiếng mà vẫn còn nước nè. Ở phần ở phía sau thì nó hụt nước rồi. Một anh trong kia thì đang dời cái ống nước để mà tiếp cận nước nhiều để mà bơm cho nó nhanh hơn. Nếu như bên đây mà hai cái trái phao kia, hai cái trái phao mà bơm lửa thì nó sẽ nổi lên cái phần đít. Nhìn cái chiếc phà này cũng rất là mới á, có màu sơn nguồn khá là mới. Bây giờ anh Lợi đi kiểm tra xem là còn hở sót chỗ nào không nè ha. Như mọi người và các bạn cùng thấy là cái phần lái ở phía sau nổi lên rất là cao rồi, mà nó chỉ nổi mép bên kia thôi. Còn mép bên đây lý do là do cái gào ở phía trước nó găm xuống đất rất là sâu, cho nên là giờ muốn nổi là nổi không được. Đó, bây giờ là các anh thợ lặn đang tìm cách mà để cho cái phía ở mép bên kia, nó cho cái phần mép bên đây nè, là cho nó đồng thanh đồng thủ luôn. Và hiện tại thì bây giờ đã có một bạn chạy đi kêu chiếc xe cuốc lại đây để mà hỗ trợ để mà gịch lên nha các bạn. Đó, bây giờ đang lùi cái chiếc ghe đó ra để mà cho anh xe cuốc anh chạy lại ha. Ghe là nổi phải đó là cái phần ở phía này là hết nước rồi nè, còn rất là ít nước là tại vì là cái phần kia nó đang chú xuống á, là nước nó sẽ dồn về đằng kia, là đằng kia đang bơm hết mã hết công suất đó. Như các bạn thấy là hết nước nè, lúc ít lúc nhiều ha. Bây giờ là mình sẽ chờ xe cuốc lại, mình tiếp tục quay cho các bạn xem nha các bạn.
Thế thì như các bạn thấy thì nước đã hết lên rồi, ở phần phía sau là cạn nước rồi, anh này anh chạy lại, anh đã tắt máy quá. Đó, thì cái phần này đã hết nước ha. Thì đây là đã lội cái phần mí hàm lên. Anh Thường anh đang lú đầu, anh dòm xem là nước có đã tới đâu nè. Bây giờ đã lú cái hàm này lên. Ghe này phải nói là còn khá là mới ha. Màu sơn còn màu xám rất là đẹp. Bây giờ là nước nó đang dồn phía trước thôi. Về dồn phần đầu cua be. Bây giờ là chiếc anh xe cuốc kia chạy lại chỉ cần là nhóng lên nữa là chiếc phà nó sẽ nổi lên thôi. Còn bây giờ là cái cọng dây đó phải nói là nó thẳng băng các bạn, nó gịch lại á, nó không có do sạc ra ngoài giữa sông á. Bây giờ hiện tại thì anh thợ lặn đang lặn xuống dưới để mà cắt cái chế phao hơi ra để mà sử dụng cộng nồi tối cho chiếc xe cuốc kia gịch lên tiếp nha mọi người. Đó, anh đang cắt cái chế phao ha. Thời lặn này cũng rất là lâu, tại vì ở dưới là chuyền dây đầu tối rất là bự, cho nên là lặn phải dùng sức rất là nhiều nha. Rồi, chế phao nổi lên nha các bạn. Phao này thì nó còn một phần hơi trong chỏng thôi, vì hồi nãy là nó đã nổi lên rồi. Rồi anh em người ta mới xì lại hai trái ha. Nhìn giống như một quả ngư lôi, một cục hơi chà bá lửa nha các bạn. Đó, giờ còn có cái cọng dây vô để mà lôi đằng kia. Cái trái phao đó mà không có hơi nó nặng cỡ bao nhiêu ký anh Thường? Là cái xác không á ha. Ồ, cái trái phao này là 200 kg, một trăm mấy, gần 200 kg các bạn, chỉ là da không á. Và hiện tại thì cái chiếc GoBe đằng kia đã đề máy thành công và sắp sửa chạy lên đây để mà cùng hỗ trợ với anh Thương trục vớt xe cuốc lên nha các bạn. Đó.